vị sau khi giành huy chương vàng ở SEA Games 31 thì mới đây U23 Việt Nam với thành phần gồm nhiều nhân sự mới đã lên đường sang UAE tập huấn chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2022. Tuy nhiên, việc ba cầu thủ ngoài 23 tuổi rút lui cộng với việc nhà cầm quân mới sẽ thay thế ông Park Hanser, dự báo U23 Việt Nam sẽ có sự thay đổi lớn sau SEA Games 31. Những sự điều chỉnh này sẽ khiến cho nhiều người lo ngại về sức mạnh cũng như chiến thuật cho giải đấu sắp tới của đội tuyển. Mỗi đội bóng đá nam tham dự SEA Games 31 được bổ sung 3 cầu thủ ngoài 23 tuổi với U23 Việt Nam, những người đó gồm tiền vệ Hoàng Đức, Hùng Dũng và tiền đạo Tiến Linh. Sau khi SEA Games kết thúc, các cầu thủ này không thể tham dự vòng chung kết giải U23 châu Á sắp diễn ra ở Uzbekistan vì đã ngoài độ tuổi quy định. Sự thiếu vắng các gương mặt nói trên chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không ít đến đoàn quân trong tay huấn luyện viên Gong Okyun, người Hàn Quốc. Mặc dù vậy, người hâm mộ vẫn hy vọng vào những nét tích cực ở lực lượng còn lại. Huấn luyện viên trưởng Gong Okyun đã đưa ra quyết định lựa chọn 25 cầu thủ, trong đó có sự kết hợp giữa lực lượng các cầu thủ vừa bảo vệ thành công huy chương vàng bóng đá Nam SEA Games 31 và các cầu thủ đã đăng quang ngôi vô địch tại U22 Đông Nam Á 2022 do ông trực tiếp huấn luyện thời gian qua. Theo danh sách được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF công bố, các trụ cột như thủ môn Văn Toản, hậu vệ Việt Anh, Thanh Bình, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, Nhâm Mạnh Dũng đều có tên. Phần còn lại của đội U23 là các hậu vệ Thanh Nhân, Hoàng Anh Gia Lai, Hà Trung Hậu, Bình Dương, tiền vệ Đình Lâm, Hoàng Anh Gia Lai, Văn Khang, Việt Theo, tiền đạo Minh Bình, Công an Nhân dân, Danh Trung, Việt Theo, Văn Trường, Hà Nội, được chờ đợi mang đến làn gió mới cho đội bóng trước khi đi Uzbekistan dự vòng chung kết U23 châu Á tháng sau. Nói về sự kết hợp này, tân huấn luyện viên trưởng tuyển U23 Việt Nam tin tưởng các cầu thủ thuộc tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31 sẽ sớm bắt nhịp được với chiến thuật mới của ông.